Series chung kết tổng giữa Golden State Warriors và Boston Celtics đang cho thấy sự kịch tính, đúng như mong đợi. Sau Game 2 bị hủy diệt dưới tay của các chiến binh vùng vịnh, Celtics nhập cuộc Game 3, đúng như cách mà người hâm mộ Boston chào đón chung kết tổng quay về với TD Garden sau hơn một thập kỷ vậy. Quá cuồng nhiệt và máu lửa, Game 3 như đưa khán giả về trở lại bóng rổ của thời kỳ va chạm và cơ bắp, nó khiến người ta phải đứng ngồi không yên. Tâm điểm của cuộc so kè này luôn nghiêng về đội hình cây nhà lá vườn của hai đội. Phía dàn nhân sự tự tay Celtics tuyển chọn lại tiếp tục gây tiếng vang sau chiến thắng Game 3 ngày hôm qua. Jason Tatum, Jaylen Brown và Marcus Smart là bộ ba đầu tiên kể từ năm 1984 cùng ghi được trên 20 điểm, 5 kiến tạo và 5 rebound trong một trận NBA Final. Lần gần nhất kỷ lục này được thiết lập là khi bộ ba huyền thoại Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar cùng với Michael Cooper cùng thi đấu trong trận chung kết năm 1984. Nhưng hãy qua nói về bộ ba này. Tatum, Brown hay là Smart không phải là ba cái tên duy nhất được Celtics tuyển chọn và còn thi đấu cho sắc xanh của cỏ ba lá. Robert Williams III cũng là một trong số những gương mặt nổi bật của xóm nhà lá vườn Boston Celtics. Và chính Robert là chiếc chìa khóa dẫn đến chiến thắng của Celtics ở Game 3. Ra sân với cái chân đau cùng những bước đi tập tễnh, cầu thủ có biệt danh chúa tể thời gian làm chủ khu vực dưới rổ, Golden State Warriors gần như không có lời giải để xuyên phá bức tường Robert Williams khi anh bắt gọn những pha rebound cũng như tung ra những cú block trời giáng. Nhưng để nói về Robert Williams còn rất nhiều thứ thú vị, không chỉ tài block bóng hay là cái biệt danh chất trời của anh. Đầu tiên, thứ ấn tượng nhất của anh chàng sinh năm 97 này chính là biệt danh Time Lord, tức là chúa tể thời gian. Danh xưng này có lẽ sẽ dễ hình dung hơn nếu bạn lạc vào một bộ phim khoa học viễn tưởng khi đối diện là một pháp sư dạng như Dr. Strange chẳng hạn. Và thực tế, cái tên Time Lord lấy từ tộc người có khả năng du hành thời gian trong phim truyền hình Doctor Who. Nhưng câu chuyện để Williams được đặt biệt danh như trên không đơn giản như thế. Nó ly kỳ đến mức ngớ ngẩn. Sau khi được lựa chọn bởi Boston Celtics ở lượt thứ 27, Robert Williams III đã ngủ quên và lỡ mất cuộc họp báo qua điện thoại với các phóng viên. Và sau đó thì anh còn để bị trễ mất chuyến bay để hội quân cùng đồng đội tham gia thi đấu Summer League. Tất nhiên sự việc này không khó để bị lan truyền trên Twitter, trang mạng xã hội được ưa thích nhất tại Mỹ. Và nó đã đến tai một tài khoản có tên là Queer Celtic Twitter, tạm dịch là Twitter của những fan Celtic kỳ quặc. Nhóm này có Ryan Herbert là một trong những thành viên hoạt động năng nổ nhất và cũng chính anh là người đã nảy ra biệt danh cho Robert Williams. Herbert chia sẻ anh là fan cứng của Williams từ khi trung phong trẻ nhà Celtics còn thi đấu cho đội trường đại học Texas A&M. Trong quá khứ, người hâm mộ này không ít lần đăng những dòng tweet ủng hộ việc sẽ lựa chọn idol của mình tại một kỳ draft nào đó. Ước nguyện của anh thì đã trở thành hiện thực, nhưng với sự việc đi trễ, báo giới lại có cơ hội ra để bàn về thái độ tập luyện cũng như tinh thần trách nhiệm của Robert Williams. Nếu các bạn chưa biết thì đây cũng chính là lý do khiến nhiều đội bóng không dám xuống tay chọn anh ở lượt pick out vì lo sợ rủi ro, bất chấp anh được xem là một trung phong có tài nhất lứa draft cùng kỳ. Herbert phát biểu thêm, "Well, Celtic Twitter là một nơi kỳ lạ, nhưng chúng tôi thực sự yêu thích tính cách cũng như những người trong đội. Chúng tôi online rất nhiều và chúng tôi phải làm mọi điều kỳ quặc để báo giới thấy rằng thật ngu ngốc làm sao khi phải cố chèn ép một cầu thủ có khả năng canh chỉnh thời gian tốt để block và truyền tốt như vậy chỉ vì anh ta trễ một chuyến bay." Nói về biệt danh cực ngầu của mình, Robert Williams cũng tỏ vẻ thích thú. Thực chất, anh ban đầu không hiểu vì sao mình lại có biệt danh này, nhưng dần dà anh đã gắn bó với biệt danh này hơn. Nhất là khi người ta thường bảo Robert Williams dường như có khả năng ngưng động thời gian vì anh cứ xuất hiện bất thình lình để block bóng trên đầu đối thủ. Thế nhưng, nếu để chọn một biệt danh cho Williams, Siêu Saiya sẽ thích hợp hơn cả. Bởi lẽ dường như độ hiệu quả, mức độ ảnh hưởng của anh đang tăng dần đều kể từ mùa giải tân binh và nó tỷ lệ thuận với độ dài mái tóc của anh. Điểm ăn tiền nhất của cựu sinh viên Đại học Texas A&M chính là khả năng block nhờ thân hình trời phú và khả năng vận động đáng nể. Ngay từ những năm đầu thi đấu tại cấp độ đại học, Robert Williams đã cho thấy mình giỏi block ra sao. Trong trận đầu tiên thi đấu cho A&M, anh đã có cho mình 5 điểm và 5 block. Trong cùng năm, anh được vinh danh cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất năm của phân khu Đông Nam Mỹ, đồng thời lọt vào đội hình 2 tiêu biểu của năm. Sau năm nhất đầy triển vọng, người ta dự đoán chúa tể thời gian sẽ được gọi tên thông qua các lựa chọn xổ số, tức là nằm trong top 4. Nhưng như đã nói từ trước, các đội bóng e ngại về thái độ luyện tập của anh, nên mãi đến lượt thứ 27, Boston Celtics mới chọn trung phong sinh năm 97 này.
Trong hai mùa giải đầu tiên của anh ấy với Celtic, sự phát triển của Williams đã phải nhường chỗ cho Al Horford, Aaron Baez và Daniel Tate. Williams có trận ra mắt 4 phút vào cuối tháng 10 năm 2018, nhưng qua sáng 11 anh bị đẩy xuống thi đấu cho Mandred Claw, đội bóng hạng 2 của Boston Celtics. Chúa thể thời gian phải đi về về giữa J-League và NBA trước khi được trao cơ hội khi lão tướng Al Horford gặp phải chấn thương. Dù chưa được trao nhiều cơ hội ra sân tại Celtic, tuy nhiên Williams đã cho thấy sự hiệu quả mỗi khi anh có mặt. Là mẫu cầu thủ thiên về phòng ngự và không được trao quá nhiều cơ hội ném rổ, tuy nhiên mỗi khi được trao cơ hội, Williams thường làm rất tốt. Tỷ lệ ném rổ thành công của Williams mùa giải 2021-2022 đang đạt đỉnh 73,6%. Đi cùng với đó là số điểm trung bình từng mùa của anh tăng lên thấy rõ, chưa kể Robert Williams còn được trao nhiều cơ hội ra sân hơn. Ở mùa thứ 3 anh thi đấu 52 trận bằng tổng của hai mùa trước gộp lại và trong năm nay anh có 61 lần ra sân và đều được thi đấu ở vị trí xuất phát. Những bước tiến vững vàng của Robert Williams giúp Celtic tự tin hơn trong việc nâng lương cho anh. Với những tiềm năng đã được thể hiện, việc Celtic quyết định giữ chân Williams vào năm 2021 là một quyết định không khiến nhiều người bất ngờ. Theo ESPN, Boston Celtic và Robert Williams coi như đã hoàn tất quá trình thương lượng. Với giá trị hợp đồng 54 triệu đô, như vậy Robert Williams sẽ ở lại Celtic thêm 4 năm, nhận mức lương cao gần gấp 6 lần con số cũ, mức lương trung bình một mùa của Williams trong trường hợp mới ở mức 13,5 triệu đô. Tính trong bảng xếp hạng mức lương trung bình của các trung phong tại NBA hiện nay, Williams đang đứng thứ 12. Bản hợp đồng này đến sau khi Jason Tatum và Jaylen Brown đều có những bản hợp đồng dài hạn với sắc xanh bang Massachusetts. Nó đồng nghĩa với việc Celtic đã trao chọn tương lai 5 năm tới vào dàn cầu thủ mà chính mình tuyển chọn. Robert Williams là một cỗ máy block thượng hạng. Trong bối cảnh ngày nay khi các trung phong chỉ thật sự vươn tầm ngôi sao khi tự biến mình thành một gã cao lớn có bộ kỹ năng của những người nhỏ con, Robert Williams hóa bình thường đến vô vị bằng những gì mình giỏi nhất. Anh có thể chậm chạp khi phải theo kèm ngoài vạch 3 điểm, nhưng một khi đã lui về khu vực cận rổ thì không khó để anh biến thành Dikembe Mutombo, một blocker huyền thoại của NBA nhiều năm về trước. Robert Williams luôn giữ cho mình sự tập trung nhất định mỗi khi có ai đó lai vãng đến khu vực hình thang. Anh sẵn sàng truy cản mọi cú ném hướng đến rổ đội nhà. Với sức trẻ dư thừa thì tôi tin rằng Williams hài lòng về quyết định của mình. Robert Williams đệ tam mùa này có trung bình 2,2 block mỗi trận, chỉ xếp sau Jaren Jackson Jr. Bên cạnh đó, trung phong của Celtic xếp thứ 14 với 9,8 rebound và xếp thứ 4 về chỉ số win share. Theo StatMuse, chủ thể thời gian mỗi khi theo kèm 2 thì người đó có hiệu suất ném giảm đi 6,4%. Với những con số thống kê ấn tượng như thế này thì việc anh lọt top đề cử cho danh hiệu cầu thủ phòng ngự của năm cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí trong tương lai, trung phong sinh năm 1997 hoàn toàn có cơ hội chạm tay vào danh hiệu này không chừng. Người ta nói rằng trong một đội hình có hai ngôi sao tấn công như JJ thì Robert Williams với vai trò là một trung phong tròn vai là quá đủ rồi, cần gì phải chiếm spotlight. Nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Càng đi sâu vào vòng trong, Celtic càng chứng minh sự có mặt của Williams là chìa khóa dẫn họ đến thành công. Trung phong sinh năm 1997 bổ sung chất thép nơi hàng phòng ngự. Ai cũng kiêng dè anh khi có ý định xâm nhập khu 3 giây. Môi trường playoff khiến các đội buộc phải siết chặt phòng ngự hơn, đặc biệt là ngoài vòng bán huyệt. Một khi đã nguội tay ở vị trí này thì tấn công cận rổ lại là phương án duy nhất. Robert Williams có mặt để xóa bỏ đi những phương án dự phòng của đối phương và buộc họ phải thực hiện những cú ném khó với độ chính xác rất thấp. Đây không những có tác dụng về mặt chuyên môn mà chính anh lại khiến các đồng đội thêm phần yên tâm vì sau lưng đã có người bảo kê. Bản thân chúa tể thời gian cũng có những trận đấu playoff để lại dấu ấn đậm nét ở khâu phòng ngự. Năm ngoái, anh thiết lập kỷ lục 9 cú block trong trận playoff với Brooklyn Nets. Còn hôm qua, Williams đe dọa Warriors bằng 4 cú block, đồng thời biến các big man phía đội khách thành những cậu nhóc khi liên tục bắt bóng bật bảng trên đầu họ. 10 rebound của Williams nhiều hơn bất cứ ai thi đấu trên sân. Chú tể thời gian siêu Sheya hay là ông hoàng block bóng của mùa giải, một danh xưng ấy có lẽ vẫn chưa đủ để nói lên sự bùng nổ của Robert Williams mùa giải này. Vẫn chưa biết anh có được chạm tay vào chức vô địch chung cuộc hay không, nhưng với những gì đã thể hiện, Robert Williams xứng đáng góp mặt trong hàng ngũ những siêu sao hàng đầu NBA hiện tại.